đẹp ha, màu rất là đẹp. Em quên rồi, mình làm hôm nay là nữa nói là màu đậm ở dưới, màu lạc ở trên hả chị? Hay là âm rầy á, dạ, thường nó là màu lợt ở dưới, màu đậm ở trên. Không sao ha. Bây giờ mình sẽ đi một màu xanh nè. Màu xanh này rất là đẹp ha. Mình sẽ đi Hi Lucili. Cái nơi ngón này thì mình sẽ đi một màu thôi. Cái màu này vừa đích vừa đắp ha. Mình sẽ từ từ đẩy sát cuticle. Thấy không? Vừa tới cuticle thôi, sau đó mình sẽ vuốt hai bên cho nó xuống nha. Vì cái bột màu á, mình đang dùng liquid là EMA nên cái bột của nó rất là chảy ha. Mình sẽ nhẹ nhàng mình vuốt ở trong thôi. Mình vuốt mạnh nó vô ha. Đừng có lo, cái bột nó rất là dẻo nè. Mình từ từ mình đập thôi. Mình từ từ ôm nó vô và thêm hai bên không cho nó ra cái da nhiều nha. Mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi. Đó, đây là cái màu thấp khôi ha. Đây là cái màu thấp khôi nằm trong set 40 màu nha. Đây là cái màu số 22. Màu rất là dễ thương. Bột rất là dẻo đúng không? Bột rất là dẻo. Mình sẽ đi từ từ và vuốt nha. Đó, chăm sóc cuticle trước. Hai Nguyễn Vũ Tuyết Ngân. Hello hai mọi người nha. Đây mình sẽ cho một chút xíu bột clear. Rồi mình sẽ làm ombre nha. Khi mà cái bột này mà nó khô rồi đó, mình làm cái ombre á, không có được đó, mình phải thêm một chút xíu bột clear lên ha. Để mà cho nó có một độ kết dính. Hồi nãy là tại sao là tinh đi cho nó mỏng. Vì lát nữa là mình sẽ lót một lớp bột clear lên nữa ha. À, Minh Châu cho chị mượn cái hũ bột clear đi. Và mình sẽ cho cái màu xanh này vô ha. Phối một chút xíu màu vàng với màu xanh. Hai Kim Nguyễn. Đợi chút. Đây là cái hộp bực clear bự nha. Không chơi nhỏ mà chơi bự luôn nè. Dạ. Làm có 5 ngón thôi mà phải bày nhiều nhiều ha. Mình cho một chút xíu bột clear vào đây nè. Đúng không? Như vậy nó mới có độ kết dính. Những cái kim tuyến lớn này á, khi mà mình mua về á, mình không cần pha ha. Mình sẽ để nó tự nhiên như vậy. Đến khi mà mình làm á, mình sẽ lấy một chút xíu ra và mình nhận cây cọ của mình nhúng lên thôi. Cứ thiếu mình cứ để vô ha, cho thật là mỏng thôi. Mình sẽ sử dụng một chút xíu. Nên tại sao á, làm á, những cái hụt này, những cái kim tuyến lớn này mình không có cần pha ha. Vì khi pha không phải là cái ngón nào và cái nào mình cũng có thể là làm một màu hết. Mình có thể là mix nè, thấy không? Mình mix màu vàng với màu xanh đi chung với nhau không? Thấy cái lạ không? Đó. Và những cái màu này mình cũng có thể mix chung với những cái màu silver hay là gold, bất cứ cái gì. Tùy theo là khi mà mình làm á, những cái màu này á, nó hài hòa với nhau là được. Nhiều khi á, mình nói là một chuyện nhưng mà phải làm lên cái tay mình mới biết được. Giống như bây giờ đi, em không biết làm design gì cho chị hết. Nhưng mà em sẽ phối màu trước. Bước đầu tiên là mình phối màu trước, sau đó mình mới phối design sau. Là như vậy. Mình sẽ phủ một lớp bột clear lên đó. Bột clear rất là dẻo ha. Đó, mình sẽ từ từ và cho tới cuticle mỏng thôi. Mình sẽ chúi cái tay của người khác xuống để cho bột nó chảy xuống dưới, thấy không? Đó, và mình sẽ tiếp tục ôm để mà giữ cho cái shape của khách thôi. Đấy, con về rồi nhé, con về nhé. Sau đó mình khi mà bột đã đứng rồi đó, không có chạy nữa, thấy không? Mình bắt đầu vuốt nè. Đó, vuốt từ trên xuống dưới, trái qua phải. Tại sao? Tại vì á, mình cũng phải vuốt bên trái bên phải để cho không có xếp, nó không có bị mất, đúng không? Nếu mà mình cứ vuốt xuống thôi mà mình không chăm sóc hai bên, thành ra là lúc hai bên nữa nó sẽ bị dày.
mình nhìn nghiêng nè, thấy không, nhìn nghiêng nè, nhìn chính giữa cái độ dày vẫn còn đó, tại vì những cái thank you anh Bình, hai khá là hai anh Bình, hai Hiền Thị Trương nha, hai Dương Quá, hai Kim Nguyễn, hai Nguyễn Vũ, hai Lộ Ly, hai Lucy, và say hi cho mọi người nha, hai Uyên Hoàng. Đây tha màu rất là dễ thương khi mà mình phối những cái này với nhau, vì cái mặt bóng của mình mịn ở đó. Lát nữa là mình sẽ không có cần hạ dưỡng nhiều nha. Không, nên á, làm gì làm cũng phải chăm sóc cái bột trước thì những cái bước tiếp theo của mình nó sẽ rất là đơn giản không. Đó, đây là Christine đang làm demo cho học sinh nha. Đây là cái màu của Sắc Snail nằm trong số 40 màu nha mọi người. Mọi người hãy Christine share một chút cho cái like này nha. Và cái tiếp theo. Hello chị ơi. Hai chị. Chị ơi không có gì đâu, lát em mới gọi. Dạ, chị em đang làm live. Dạ dạ, lấy em gọi lại chị nha, bye bye chị. Và cái ngón này thì mình sẽ đi cái màu ombre nha. Mình sẽ cho cái màu xanh ở dưới hoặc là màu hồng ở dưới cũng được, quan trọng là mình sẽ cover nha. Vì cái màu hồng lát nữa là mình sẽ sử dụng màu số 11 nằm trong collection là 40 màu nha. Những cái màu này rất là mới, cái màu hồng của mình nó sẽ cover được cái màu xanh của mình đó, nên mình không cần lo lắng ha. Hoặc là mình có thể sử dụng cái màu nút ha. Những cái màu nút hay là màu pin này á, mình rất là dễ phối hợp với những cái màu khác, vì những cái màu nút natural nút này là những cái màu cơ bản, mình đi với màu gì cũng đẹp hết á. Mình sẽ giữ ha, vì cái ngón tay của mình nó rất là nhỏ đó, nên mình nó cái độ mình đòi hỏi là phải giữ cho nó hơi lâu một chút xíu, đừng cố gắng vuốt quá. Vuốt quá thì bột nó sẽ chảy hết, phải không? Bởi vì bột nó rất là dẻo rồi, phải không? Mình đi đâu thì nó theo đó thôi, mình vuốt thì nó phải ra. Tại vì cái móng nhọn của mình á, mình đã cố gắng để làm sao cho nó không có dính, nhưng mà mình không thể là hạ kiềm chế hết được. Vì nếu mà mình không cho thì tất nhiên là nhiều khi mình đâu có nói được đâu, đúng không? Mình sẽ lên ở dưới thôi. Và quan trọng là ở trên mặt của mình nó sao thì mình để vậy ha. Đây thấy không, mình đặt ngay số 6, số 7 ha, sau đó mình sẽ vuốt xuống nè, thấy hai màu đi rất là đẹp không? Được chứ, ngọt thấy ghê luôn ạ. Màu rất là dễ thương ha, hai màu này nè. Đúng, những cái màu này không có kén da ha. Những cái màu nút này rất là dễ làm, nó thuộc dòng là natural. Nó thuộc là những cái màu làm cho ombre á, mình có thể kết hợp những cái màu này với nhau ha. Cũng đi như vậy ha, nhẹ nhàng vuốt trên mặt thôi, thấy chưa, nó ra rồi ha. Mình sẽ nhẹ nhàng thôi, vì ombre nó giống như là lướt sóng vậy đó. Mình chỉ có dùng, một là mình dùng thân cỏ ha, hai là dùng mình một mũi cỏ, nhưng mà khi mà mình dùng cái mũi cỏ á, cái lực của mình phải càng nhẹ hơn nữa, đúng không? Thấy không, đi rất là nhẹ nhàng thôi, đi khi mà mình làm ombre ha, vuốt bột á, nhẹ nhàng thôi. Và mình dùng cây cỏ của mình, khi mà mình vuốt mình phải để xa một chút xíu, nếu mà mình để gần quá là mọi thứ đi hết. Luôn luôn là chăm sóc cái cổ và hai bên nha. Nếu mà mình nghĩ mình sẽ dũa là mình sẽ cho một lớp bột clear vào đây, vì cái ombre ở đây rất là mỏng, nếu mà mình không cho bột clear vào đây á, thì khi mà mình dũa hay bóp phờ mạnh tay nó sẽ đi hết những cái màu hồng của mình nhẹ nha. Rồi, tiếp theo ha. Con này thì mình sẽ đi mua bột, nhưng mà nếu mà đi mua bột á, có hai cái màu thôi nữa sẽ lạc lại nữa, mình sẽ cho thêm một chút xíu màu đen nữa. Ai có màu đen cho em mượn chút ha. Hai vé rô, hai xanh xuân thật nha, hai bỏ loan loan. Dạ, đó mình sẽ cho
xíu màu đen nữa ha. Vì lát nữa khi mình đã thiết kế màu đen như vậy á, những cái màu này đậm mình có thể là design cho cái màu đen vào. Còn cái màu vàng hồi nãy rất là lợt. Nếu mà mình design theo cho cái màu đen vào á, nhìn vô chỉ thấy đen thôi. Không, nó không có hài hòa. Còn bây giờ là mình sẽ thiết kế cho những cái màu này chưa cái đồ ha. Mình sẽ đi màu lợt trước, sau đó mình sẽ tới màu đậm, mình sẽ phối với màu với nhau nha. Quan trọng tay mình phải nhanh một chút xíu đó, cũng giống như bài học như vậy, mình sẽ nhẹ nhàng và đặt xuống ha. Đó, mình sẽ dùng cây đúng không, mình móc lại với nhau. Cái đối với cái design này á, mình không có được đập nha, mình chỉ được vuốt thôi, ôm hai bên đúng hết. Đúng rồi. Thôi chúc em sáng chút. Thấy chưa? Vì lát nữa là những cái mobile này mình sẽ phủ một lớp bột clear, nên mình không có cần quan trọng là cái mặt móng của nó đều hay là không đều. Thấy không? Mình thật là nhẹ nhàng đây thôi. Không? Nhẹ nhàng thôi, mình phải giữ được những cái đường nét của mobile nha. Sau đó mình sẽ đi thêm cục thứ hai ha. Là sao mình sẽ đi màu đậm trước, màu lợt trước đúng không? Cái màu đậm sau và kết thúc bằng màu đen ha. Nếu mà mình không thích đi màu đen, mình có thể thay thế bằng màu khác, là đỏ hay là gì đó chẳng hạn. Sau đó mình sẽ móc lại. Đừng lo lắng chỗ này. Khi mà mình lo lắng quá, mình vuốt cái là nó sẽ đi hết ha. Thấy không? Mình sẽ giữ, mình thấy những cái nét này đẹp rồi mình phải giữ nó. Đó, mình sẽ tiếp tục đi thêm một chút xíu. Lạm không sao hết. Đúng không? Mình sẽ thêm vào. Đó. Mình sẽ thêm vào đây. Sau đó mình sẽ lấy cái cọ ấn nhẹ xuống thôi, mình không được vuốt nha, chắc chắn là không có được vuốt. Chỉ tháp thôi, tháp nhẹ nhẹ thôi. Thank you Thu, anh Thu nè, hai Thảo My. Mobile nha. Đây là cái màu mà mình phối hợp nè. Hai Brenda, hai Thanh Xuân, thật thank you. Khi mà mình sống này đó, mình sẽ lót một lớp bột clear lên nha. Bây giờ mình vừa ý chưa? Mình cảm thấy mình vừa ý mobile đúng không? Đó, mình sẽ lót một lớp bột clear. Nên là cái mặt móng khi mà mình làm bằng mô bồ bằng bột á, mình đừng có lo là nó có đều hay không. Quan trọng là mình thích những cái đường viền. Nên tại sao là mình không có được vuốt nha, mình chỉ được tháp thôi và đập nhẹ xuống thôi. Đó. Lát nữa chị sẽ làm cái đó là tươi đi mà. Hoa hồng bằng ma bồ được cúng cúng thì sao vậy? Nên tại sao mình đừng có lo là mình đi mỏng hay dày, nhưng mà hạn chế nhất đừng có dày quá. Dày quá là không được đúng không? Có những cái gì mà mình nghĩ là mình sẽ bỏ clear later là mình phải làm cái đó mỏng. Đúng, mình sẽ làm cho nó mỏng nhất có thể ha. Mỏng nhất có thể thôi. Vì không nữa lát á mình lỡ mà giống như chẳng hạn đi, mình làm kim tuyến mà lỡ dày quá, mình để kim tuyến lên lát mình để thêm bột clear mà mình không cần cho được, hoặc là nó không có cover được những cái clear bắt buộc mình phải dày đúng không? Yeah. Mà dày cái là dày quá. Yeah. Đúng không? Vuốt nhẹ, bây giờ mình ra cái mobile nha. Thank you Tony, hi Jay, hi Tâm Nguyễn, hi Brandy. Đó, đây là những cái màu mà cái skin mix với nhau ha. Bây
giờ và mình sẽ thiết kế cái ngón kế tiếp ha. Cái ngón kế tiếp là cực xinh, sẽ thiết kế cho nó có một chút xíu kinh tiếng ở dưới và cái âm rời màu pin lên trên nha. Ngón này thì mình sẽ không có cần màu, mình sẽ cho một lớp bột clear ở dưới nè, thật là mỏng thôi, không em đang đi bột đó. Mình sẽ cho một từng lớp nha, mình sẽ đi màu vàng ở dưới này, sau đó mình sẽ cho kim tuyến làm lớn vào đây. Đây đúng rồi. Ngón này thì mình sẽ không có sử dụng màu xanh ha. Mình chỉ cho màu vàng và màu này kim tuyến nhỏ thôi. À, trong group size có chị. Dạ không. Đó, mình sẽ cho thêm một chút xíu màu vàng vào đây ha. Kim tuyến ha, hai Andy Ngô, hai Tony, hai Richard, hai Phương Lâm, Thủy Cát. Sau đó mình sẽ phủ một lớp bột clear nha, thank you. Mình phủ một lớp bột clear làm cho nó đầy đặn ra ha. Khi mà mình để như vậy á, cái lớp này nè, cái lớp bột clear này nè, nó cũng giống như khi mà làm ombre nha, cái chỗ đường nối cho mà ombre á, mình sẽ thật là mỏng, vì lát nữa là mình sẽ để cái màu pin lên nha. Cái màu pin mình sẽ làm ombre ha, từ trên xuống dưới cũng giống như bình thường khi mà mình làm off white hay là đối với những cái màu khác. Nên cái màu clear này nó sẽ dứt điểm, nó cũng giống như một cái màu như vậy ha. Đúng, đúng rồi, ombre clear pin, nhưng mà ở dưới mình sẽ có kim tuyến. Hi, chào chị. Chào mọi người nha. Mọi người help Christine share một chút xíu cho cái like này nha. Đó, mọi người busy hết, không ai share hết. Tại vì mấy người đang làm hết rồi. Bình thường thì có mấy bạn sẽ dùm làm qua làm lại. Nhưng mà bây giờ có một mình Christine làm. Lo giải. Lo giải hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái màu hồng. Đó, màu hồng mình sẽ cho vào đây. Mình làm y chang giống như mình làm ombre vậy ha. Mình sẽ kéo xuống nhẹ nhẹ, thấy không? Thấy không? Màu nó khác liền á. Lát nữa là mình sẽ để màu lên là nó rất là đẹp, thấp khuất nè, rất là bóng ha. Luôn luôn phải giữ xếp nha, không giữ xếp là nó mất xếp nha. Giữ mệt, tốn thời gian nha. Hi Andy Ngô, hi Nina Nguyễn. Mọi người khỏe không? Hôm nay là thứ tư rồi hả? Nhanh quá hỉ. Nhanh quá. Ừ, nó lên là nói chuyện với Kinh. Ở trước qua ở nhà cứ chơi chị xem đi anh hoài. Chẳng dễ thương quá đi. Ngại quá, ngại quá. Giọng nhẹ gì. Nhỏ nhẹ quá lộ lắm. Lạc mình buộc chặt mà em sau đó mình sẽ cho vào đây ha, và kết thúc cái ngón này ha. Thường á, những cái ngón cái mình phải design làm sao cho nó là đơn, vừa đơn giản nhưng mà cũng không có kém phần nổi bật đó. Mình sẽ thiết kế để đi theo cái màu ha. Đa số là thường á, mình sẽ thiết kế cái ngón cái cho nó đi theo cái màu, tông màu và glitter. Mình ít khi design cho cái ngón cái nhiều lắm, vì mình sẽ tập trung những cái ngón chính là ba ngón này cho nó chính ha. Hai pao đi chạy số đây ha, mình thiết kế xong ha. Bây giờ là mình sẽ cho cái ngón cái của mình. Khi mà mình đã có những cái ngón này đó, mình sẽ nhìn lại mình thiếu cái màu gì, mình sẽ cho cái màu đó vào. Đen hả chị? Đen. Không, màu đen quá đen. Vì lát nữa cái màu đen mình sẽ làm cái gì, đúng không? Nó quá đen, đúng không? Mình sẽ làm sao? Một là xanh, hai là vàng, hai là đi ombre. Mình sẽ đi ombre nha. Hai Danny, hai Quang Hồ.
không nhất thiết là phải giống nhau. Nhưng mà mình thấy nó còn thiếu gì mình cứ cho cái đó vào, cho nó hài hòa là được ha. Cái này dip được không? Vừa dip vừa đắp nha. Cái bột này nó sẽ dẻo hơn. Đúng rồi. Thấy cái bột này rất là mịn không? À, cái bột này hả? Cái này bán nguyên set là 40 màu á. Chưa bán lẻ hả? Chưa bán lẻ ha. Bắt mua nguyên đống. Sắp tới sẽ có bán lẻ. Ở trên đây á, ở đâu chị? Công ty sẽ dọn về đây. Samana, Garden Road. Chừng nào? Có địa chỉ ở đâu không? Có địa chỉ rồi nhưng mà quên rồi. Để có gì á thông báo trên chat mail ha. Dạ. Lúc đó bán lẻ luôn. Đây là cái người hướng dẫn mà chị cứ tin ở đây mà mấy kia ở chỗ khác. Đúng rồi. Mình chị là ở đây. Đúng rồi. À, Andy Ngô 40 màu là 600 đồng nha. Hai anh Bình 40 màu là 600 nha. Và mình được tặng một bộ đầu dũa với hai chai khóc hốt nha. Hai chai lớn hay? Hai chai nhỏ. Và cái chai lớn hiện đang sale nha. Mua một chai lớn tặng chai nhỏ và được ốp nữa nha. Màu rất là đẹp nè. Những cái màu dip phải mịn. Như vậy á, mình dip mới đẹp. Đúng không? Màu rất là đẹp, không mobile nha. Xuân Chiến, Sweden là ở đâu vậy anh? Ở nước nào vậy hay ở Mỹ? Andy Ngô, cái này vừa dip vừa đắp nha, thì xin đang đắp nha. Cái này trong bộ chục màu. Dạ đúng rồi chị, màu số 11 và màu số 22 nha. Thủy Điện, nếu mà là Thủy Điện thì có ship nha. Hai Phan Trương, hai Lương Lê Trung. Đúng không? Bên Thủy đúng không? Bộ 40 màu đó. Dạ đúng rồi, màu số 11 và màu số 22 nha. Hai cái màu này là màu số 11 và màu số 22 trong set là 40 màu á. Nên á, những cái màu mà nằm trong collection 40 màu, 50 màu, 38 màu á, mình cũng có thể là làm ombre với nhau nha. Đúng không? Không nhất thiết là những cái màu lợt mình cũng có thể làm ombre. Những cái màu đậm mình cũng có thể phối với nhau. Nên là mọi người có thể là mỗi lần mà Christine làm live á, là những cái màu mới hoàn toàn. Tại vì sao? Là nó cũng nằm trong 50 màu, 38 màu đó. Vì mình cũng muốn là cho khách hàng khi mà có những cái màu đó, nếu mà mọi người không có là biết phối màu á, thì có thể lưu lại những cái số đó và mình làm lên cái một lên cái sample cho các khách của mình coi, đúng không? Là Thủy Điện, đúng rồi. Dạ có, Dung Quang Phụng là Chanel có ship qua Đức nha. À, Nguyễn Xuân Chiến, anh nhắn tin cho em đi hoặc vào gọi vào công ty, nhưng mà công ty sắp dọn qua đây á, nên bây giờ là có thể là nhắn tin cho Christine nha, để help cho help gửi đi nước ngoài. Hiện tại trong website là chưa có ship qua nước ngoài nha. Để mình xong đó, nếu mà mình đáp xong cái đẹp mình treo lên cái show là đẹp dễ sợ. Tại treo á, nó sẽ hết cho mình á, những cái màu này nó hòa nguyện. Đó, khi mà mình làm xong mình phải chăm sóc cây cỏ của mình nha. Những cây cỏ này không rửa acetone nha. Khi mà mình đắp mà nó bị dính cỏ đó, bột dính cỏ là mình nên ngâm liquid. Đừng có ngâm acetone nha, là nó sẽ bị hư cỏ liền. Mình làm mình cũng phải bảo vệ đúng không? Nói riết là dạ đúng rồi. Ngâm acetone hả? No, không có ngâm. Non acetone. Sao em thấy nhiều người ngâm acetone lắm? Nhiều người là ai? Dạ đúng rồi, anh Nguyễn Xuân Chiến inbox cho em nha, nhắn tin nha, em làm cho hai em Duy Văn. Dạ từ từ ha, anh Dung Quang Phụng, tụi em là khi mà sắp xếp xong á, tụi em sẽ qua Đức một chuyến nha.
cứa thật nhiều, thích cứa có nhiều nên mình có cứa nhiều. Bây giờ đi toàn cậu luôn. Cái này đẩy lại luôn hả chị? Dạ, giúp anh đẩy lại mọi thứ. Khi mà mình làm xong nó phải clean mọi thứ nha, vì khi mà mình không đắp lại á, đến khi mà mình dũa những cái bụi này nó bay vô á, nó sẽ làm cho cái bột của mình nó dơ, đúng không? Nó dơ, khi mà mình làm mình sẽ có trắng. Khi làm bài thi thì cư nương cười giúp em đặt ha. Dạ dạ, không đi theo thầy đâu, thầy thầy hốt vậy hết, hốt với chị em về nuôi ai mượn học dở. Thầy hốt về còn sướng nữa, vừa được nuôi nữa, vừa được dạy nữa. Ông không hốt học dở. Thôi bây giờ mình cho ông hốt đi. Hai Dung Quang Phụng, anh có gì anh nhắn tin cho Christine nha. Dạ chắc có anh. Thâm Tâm Chu Thị, dạ chắc có, qua Berlin đó. Hai Marian, hai Kim Chi. Bây giờ mình sẽ dụ xếp ha. Bột của Just Nail khô rất là nhanh. Đó, mình làm có một bên tay thôi, thấy không? Nó đã gần khô, thấy không? Đó, mới đắp xong đó. Nó vừa khô nhanh mà nó vừa cứng nữa. Nhiều bột nó khô chậm lắm. Hai Angie, hai Laura. Mình sẽ dụ nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ dụ gì? Đối với 5-6 đúng không? Sau đó mình sẽ dụ 4-3-2. Đăng. Christine thích màu xanh ha. Nốt đang cứ đi đồ chỉ màu xanh xanh. Nốt cái này mượn. Thank you Angie. Thêm anh Tuấn Đặng nha. Dạ, ok, em sẽ nốt về cái đó. Thank you anh Thanh Tâm Chu Thị. Nhiều khi á mình làm lái không biết trai hay gái ha, nên mình cũng xưng hô như vậy. Là nhiều chị khi ai cũng kêu anh hết. Dạ anh đúng. Thấy không, những cái bột ở dưới khi mà mình làm á, mình không thể nào tránh khỏi khi mà nó vua ở dưới, đúng không? Mình lại clean ha. À, cái này là mình nên làm đâu sạch đó cho nó quen thôi, làm đâu nó sạch đó thì là hả, đến khi mà mình ra cái sản phẩm cho người khách á, nó nhìn qua nhìn lại nó không có gì hết đó, nó đi về trả tiền. Hai Rosanel đó, mình sẽ dụ nhẹ nhẹ ha, đúng không? Dụ 5-6 cho nó thẳng và dụ 4-3-2 vô nối với số 1 nè. Đối với cái móng nhọn là mình không có được dụ nhọn nha. Dụ bỏ cái nhọn này nha, nó mất cái đầu cái là xong ha. Hai Kala. Nên là khi mà mình làm á, bắt buộc mình phải chăm sóc hai bên, cuticle everything. Vì tới khi mà mình dụ xếp á, thấy không? Cái bộ nó không dính, mình tiết kiệm được nhiều thời gian và mình dụ cho cái người khách của mình nó không có bị đau nữa, đúng không? Mình nhẹ nhàng đi nè, đúng không? Mình chỉ cần nhẹ nhàng đi 5-6 và mình kết nối 4-3-2 với 1 lại với nhau, đúng không? Giống như trong bài học không? Đúng không? Làm rất là giống nè, đúng không? Vừa khi mà mình vừa dũa mình phải nắm được cái thân móng nha. Nếu mà không á là nó rất là dễ bị đau tay của khách nè. Mình sẽ cho camera qua đây chút để mọi người thấy cách dũa nha. Đúng không? Mình sẽ dũa nè. 4-3-2 nối với 1. Đa số móng nào mình cũng là nối 4-3-2 hết á. 4-3-2 của mình là cái điểm chuẩn nhất để mà làm ra cái bộ móng nó tròn hay là nó thẳng, đúng không? Đúng không? Đây vậy mình lấy tay ha, ấn nhẹ những cái bột á nó dính trên da đi lên, còn nếu mà dính nhiều quá là không được, không nó dính vừa mình cho nó lên, mình lấy cây dũa mình dũa nó luôn. Khi mà mình dũa vậy nó đâu còn dính nữa đâu, không rất là sạch.
đến khi mà mình chạy cuticle chỉ cần chạy sơ cái cuticle thôi và mặt móng nó đã mịn rồi, mình không cần rửa nhiều, mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Rồi mạng yếu luôn. Em chưa hiểu. À 432 tức là một con số để mà Hạ cũng xin hình dung cho học sinh thôi. À, nên là khi tại vì bây giờ đang làm cho học sinh vừa demo cho học sinh á, vừa làm live luôn. À, nên là khi mà vừa làm á cũng xin vừa nói để cho mà học sinh hiểu á. 432 tức là một con số để mà hình dung. À, mình sẽ hình dung về cái con số này như vậy á, học sinh dễ nắm hơn đúng không? Mình sẽ chia ra cái ngón tay từ trên này tới cái đỉnh móng, tới cái đầu móng mình sẽ chia ra làm 10 phần. À, chẳng hạn mình chia đây là 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À, tức là mình sẽ hình dung nói một con số như vậy để học sinh hiểu mình cần dũa ở đâu. À, và chỗ nào mình không cần dũa. Dạ, nên là khi mà làm live bình thường mà mình không có nói con số. Tại vì khi mà làm không có thời gian, bây giờ mình đang dạy cho học sinh. Dạ, đừng có làm giờ gì. Dạ không. Tại cái con số chỉ là hình dung thôi. Mình chỉ là hình dung trong cái đầu của mình thôi ha. Hai anh Kevin. Cái điểm nhọn là mình không bao giờ để cho nó mất nha. Mình sẽ làm sao dũa, phải dũa làm sao giữ được cái điểm nhọn nha. Nên là khi mà làm cái móng nhọn mình đòi hỏi là làm sao điểm nhọn này phải chuẩn và mình không có được dũa mất đi. Nếu mà cái điểm nhọn này mất đi á, coi như thứ nhất á là cái móng của mình sẽ bị ngắn. Thứ hai được là cái độ nhọn này nó không có đều nhau, đúng không? Nên nó lúc mà mình dũa sao á, đắp bột sao mình phải giữ lại nó. Nên tại sao chị thấy có mấy người á, người ta dũa cái móng này á nhưng mà nó lại bầu ở đây rồi nó mới nhọn. Tại vì cái đó tùy theo ha, nhiều người thích là móng nhọn tròn không, còn cái này là móng nhọn chữ vi. Đó, cái này là móng nhọn chữ vi nha. Ủa sao nó đi lại đây? Con đắp bột kìa, mình hoa hồng dũa nó con đắp bột kìa. Không phải, không phải, mình xin đi không có thôi. À, mình xuống lại đi ha, xuống lại mà vô lại nè. Nó không đang đắp bột. Ủa sao kỳ vậy? Đừng còn đắp luôn. Nó chưa xong. Nó chưa xong hả? Mình đã dũa tới đây rồi mà sao anh kia cũng nói 432 là sao? Hai hoa nguyện màu đẹp quá ha. Đây là cái màu nằm trong collection là 40 màu ha. 40 màu, màu số 11 và màu số 22. Lát đi ăn ốc nha. Thank you chị Hoa Nguyễn. À, bây giờ mình sẽ dũa sơ cuticle ha. Vì những cái này á, nếu mà mọi người mà thấy sợ á, mình sẽ dùng cây này để mà đi trước nha. Cây này mình sẽ cắt cuticle da. Nhưng mà mình vẫn có thể là dùng hai anh tèo em. Mình sẽ dùng nè để tách những cái da mà nó còn dính lại trên những cái bột mà nó còn dính lại trên móng á để cho nó an toàn hơn nè, thấy chưa? Mình sẽ tách cái này trước. Đó, mình sẽ tách lại cái này trước ha. Thấy chưa? Người cắt không có bị nóng gì hết á mà nó cũng an toàn nữa. Khi mà mình đi xong cái này á mình sẽ đi lại cái phần cái đi cồn bằng dũa kia ha. Mình lấy cái dũa nào mình đi qua chị, chị có cái cây kia không? Cái cây kia mà nếu mình sợ trắng tròn đúng màu trắng tròn có tầm giác á, màu trắng tròn á, nếu mà mình sợ cắt da mình sẽ dùng cái kia ha. Cái kia nó sẽ hết là thứ nhất là nó không có bị nóng tay nè,
mình sẽ để hơi nghiêng một chút xíu nha, thấy không? Hơi nghiêng một chút xíu, mình đưa cái đầu đũa nó vô trong. Này, dạ đúng rồi chị, đưa đây em xài cho chị coi. Ê, cái này mình xài sao mình có bóp phơ rồi mình xong chê lên? Có, mình cũng bóp phơ chứ. Mình bóp phơ đó. Mình cũng phải bóp. Đúng, mình phải bóp sơ chứ chị. Đó, mình cũng phải bóp sơ chứ. Đúng không? Chị tháo ra đi, em dùng cho chị coi. Vậy nè, nếu mà chị ấy thì chị đi cái này xong mà chị cần đi lại này. Đi cái này không có cần, nó không có sợ bị cắt da. Nếu mà chị đi cái này, chị có cần đi cái này không? Chị cũng mua cái này luôn. Có, chị đi cái này, đi cái này xong mới đi cái kia ha. Mình nói thôi, mình cứ đi nhiều thêm. Ok, đưa đây em xài. Ok, nếu mà chị đi, nếu mà đi cái này á, chị đi cái này á, đi cho nó nhiều chút xíu mới đi cái này ha. Đầu dũa này không cắt, đầu dũa này là hồi nãy là tôi xin dùng cái đầu dũa kia là cắt cái bico nha. Nè ha, nếu mà mình dùng cái này á, mình sẽ đi sát xuống da luôn, sát dưới móng luôn, sau đó mình sẽ clean lại nè, thấy chưa? Nó không có nóng tay đúng không? Đúng không nè? Nó sẽ giúp mình nè, dũa mặn xuống nè, thấy chưa? Nhưng mà dũa ngon bữa tự mua ở không được nha. Nè thấy không? Nhìn nè, cái chỗ này nè mình sẽ dùng cái đầu này, còn cái đầu này là mình để đậy. Đúng rồi, để vô cái da nè, thấy chưa? Thấy chưa? Là mình không có sợ bị đứt da nè, thấy chưa? Cái đầu đó để dũa láng hay sao? Dạ đúng rồi, để dũa láng ha. Đó, nhiều người á dùng cái cây này rất là sợ. Với lại cái đầu này á, khi mà mình dũa nó không có bị những cái lằn, đừng lằn. Tại vì nhiều khi cái tay của mình nó nặng nhẹ khác nhau á, nếu mà mình mới quá thì nó sẽ bị lằn ha. Còn cái này là nó không có bị lằn, tại vì nó không có cái đầu tròn, đầu vuông này. Đúng không? Nó sẽ làm cho cái đầu, mặt móng của mình nó mịn hơn nè, thấy không? Nó không có bị. Còn cái này á, Đúng rồi. Cái này là dùng file nha, dùng để dũa file nha. Cái đầu này là không có bị nóng tay nè. Đó, mình có thể dùng đẩy sát da luôn là không sao hết. Đó, và dũa cho cái mặt móng của mình là nó không có thấy những cái đường lằn nha. Vì nhiều anh chị khi mà mới vào nghề rất là sợ những cái này nè. Đúng không? Mình làm á, ồ mặt móng mình mịn rồi sao những có những cái đường lằn ha. Tại vì mình dùng cái kia á, độ mà mạnh nhẹ cái tay của mình nó dùng á nó khác nhau. Đó, nếu mà mạnh quá thì nó sẽ thấy cái đường lằn ha. Nên là hả, nếu mà anh chị nào mới vào nghề mình nên dùng cái này. Đúng không? Đó, mình dũa nè, không có bị nè. Rất là mịn ha, nhẹ nhàng đều. Đúng rồi, cái đầu này rồi phai ha, là phai đó. Cái lúc mình phiêu thì sao chị, mình dùng đầu dũa nào? Để cắt đúng không? Dùng đầu dũa này. Ok, nếu mà phiêu á, nếu mà móng mà tháo bột á, phá bột mạnh á, mình nên dùng cái cây này phá rất là nhanh. Còn nếu mà cắt clip á, mình sẽ dùng cây này. Nhưng mà cây này phải bén, phải mới, mình mới có sức để cắt. Thấy không? Thì cái đó khi mà em làm video clip á, lần sau em làm á, em sẽ quay lại và em phát lên group cho mọi người xem. Còn bây giờ không có người mẫu nên rất là cắt nha. Rồi mình sẽ dùng cái cây này ha. Em cũng mua cái cây đó. Thank you anh Tèo em. À, hiểu Just Nail nha, Vito, mình có thể vào website Just Nail ha. À, để đánh cái website lên cho mọi người nha. Website Just Nail, và mọi người có thắc mắc gì cứ nhắn tin cho Christine nha. À, Christine sẽ help cho nếu mà mình có những cái thắc mắc đó. Bây giờ mình sẽ clean ha, mình không có cần bóp phơ. Nhóm làm cái clean bóp phơ. Vì mình khi mà mình đi mệnh ở đó, những cái gì everything mịn rồi đó mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều ha. Mình sẽ dùng cây này nè, cây này có hai cái tác dụng ha. Một là mình sẽ clean những cái bột nằm ở bên trong ha. Vì đối với cái này nè, khi mà mình sơn gel hay là mình làm com á, nếu mà mình không có rửa tay á, mình dùng cây này clean rất là sạch ha. Vì cái khi mà mình làm com á đòi hỏi lắm, mình phải làm sao cho nó. Không có chi em, có gì thắc mắc cứ gọi chị nha. Hi Allergen, thank you em. Hy vọng sẽ gặp mọi người ở Orlando, Florida nha. Vào ngày 3-4 sẽ có cái show demo show, có cái show lớn ở trên Orlando á. Và sau cái show đó sẽ có một lớp học vào ngày 5-6-7 tháng 6. Và hy vọng sẽ gặp mọi người đầy đủ trên đó nha. Bây giờ thì mình sẽ làm gì? Làm bông đúng không? Làm bông nha.
thật toàn. Dạ không, tại vì á khoái hết tất cả nhưng mà không có cơ hội làm. Làm công như vậy mới cái đường nhỏ nhỏ nhỏ. Cho chị mượn cái máy treo đi Phúc. Ai có máy treo cho chị mượn cái máy treo. Ờ, thank you em. Em mẹ nick chị đi ha. Dạ, yeah, có gì follow chị. Chó nổi là lịch để. Chị ai có nè. Hello, Alan Phạm. Hello mọi người nha. Bây giờ mình sẽ làm cái bông 3D trước. Cái đàn chó ok. Ok. Anh tay rồi. Khi mà làm bông 3D bây giờ là mình phải tùy theo những cái ngón tay của mình ha. Bây giờ mình chủ đạo của mình là màu xanh nên mình sẽ design vào cái ngón này, ok, hoặc là cái ngón này. Nếu mà mình design vào cái ngón này mình sẽ design màu hồng hoặc là màu xanh đậm. Màu xanh sẽ đậm hơn cái màu này, nó sẽ làm cho cái design của mình thêm nổi đi, không nổi lên. Còn nếu mà không mình sẽ design ngón này. Nhưng mà khi mà mình design ngón này mình bắt buộc khi mà mình cover phải cover cái màu pin. Tại vì nếu mà mình không cover cái màu pin khi mà mình làm lên nó sẽ có một chút pin. Và cái màu xanh nó xen kẽ với nhau nó sẽ làm mình làm cho cái màu xanh của mình nó bị rối đi. Đúng không? Còn bữa nữa. À, cho em mượn cái hộp kia được không? Tại vì cái phối màu nhiều khi rối quá, nhiều khi mình nói á. Tại vì mình nói thôi mà mọi người trong live không có thấy được. Live. Xin tin làm live. Dạ em đang làm live dạ. Ở mất công quên. Bây giờ mình sẽ test cái màu trước nha. Lấy chiếc mảnh đi trên trong cái tầm này có tiền thôi. Design ba la. Khi mà vũ bột xuống thì mình dùng cái cây thật là khi mà phá bột đây nè mình sẽ dùng cái đầu này nha. Camera đâu? Đây nè, mình sẽ dùng cái đầu này để phá nha. Cái này có răng cưa nó lớn, nó phá nó sẽ nhanh hơn. Còn khi mà mình vuốt cái clip thì mình sẽ dùng cái medium nha. Ồ, chị vẽ mấy cái vẽ mấy cái quần quần này chị. Quần quần là đâu? Quần quần này đó, mấy cái quần quần này đó. Muốn 3D hay là mấy cái kia? Chơi mấy cái đó đi. Không, cái bông là ấy rồi chị, mà đó vẽ mấy cái quần quần gì đó. Cái đó hả? Ok, ok nha. Để vẽ xong cái 3D ha. Ồ, anh chị nào coi 3D rồi qua đây em làm một lần luôn ha. Cái này thấy không? Thấy. Là cái gì? Mê lại đẹp đẹp. Dạ chị. Dạ lấy em vẽ cho. Để em vẽ xong này đó ha. Để em đang test cái màu cho cái design này coi nó ra như thế nào. Tại vì á phải test cái màu trước. Tại em đang test màu quá. Tháo chưa? Không à, em làm lên lát cái màu nó bị trọi hết, nó không có ra một cái gì hết. Em đang test màu. Mình đang test màu cái. Không, mình làm một cái bông để test màu trước. Tại sao? Tại vì mình phải nhìn nó. Khi mà nó ra được á mình mới dùng được. Không á, khi mà mình làm lên nó bị trọi quá, làm cho design của mình nó mất nét ha. Đối với cái bông này nè, mình cũng có thể đi trên này ha. Nhưng mà cái màu này nó đậm quá, mình đứng lên đi nên mình sẽ design cho cái ngón này. Mình sẽ đi cái màu hai màu này ha. Đố
đúng rồi em, đậu dũa khoss nha, phá bột là phải đậu dũa khoss nha. Còn đậu dũa mịn đó là đậu dũa phai nha. Dũa mặt móng cho nó mịn đó, mình sẽ kiếm cái đậu dũa phai. Mình sẽ đi bột màu này nha. Dạ em đang đi bông ha. Bông tươi đi. Dạ đúng rồi, em đang đi làm bông đây. Cái mô bồ này á mình làm bằng bột nha. Cái màu bô bồ này á mình làm bằng bột nha. Mình đi màu xanh không được thì mình đi màu hồng nha. Quan trọng là cách phối màu của mình. Của người khác. Nó chậm. Quá chậm luôn, biết sao nữa. Của người này làm luôn hả? Dạ. Đúng rồi nè. Đây mình sẽ đi gần một chút xíu ha. Giống như xì đang live show. Trong cái giờ nó chậm kia nó đi chậm. Mạng nó yếu hơn. Dạ đúng rồi chị. Đó, mình sẽ đi cho tán cho những cái cánh bông thật là mỏng nha. Vì tùy theo cái ngón tay của người khách á, mình không thể nào đi cái nào nó cũng bự được, phải không? Móng tay của chị nhỏ lắm, nên là mình sẽ lấy cái số lượng bột á vừa phải cho cái cánh bông của mình thôi. Đừng có dày quá, mình sẽ tán cho những cánh bông của mình thật là mỏng ha. Nằm con có 12 con. Em đó. Về Việt Nam học hoàn lớp luôn á mà vẽ còn không xong. Học quá thanh niên hả? Không, học ở trên thang á. Vô đó mình ngồi biệt mài nó dạy. Nó dạy cho mày rốt cuộc mày vẽ cũng chưa được. Chưa đẹp. Chỉ có ông Nguyễn Tuấn gì thế ảnh cũng lớn này. Không có chi em, hai mây Nguyễn. Đó học không? Còn lễ miệt mài thì sáng tới tối. Nó vô nó bắt đắp cái cắm đó, nó bắt một ngày trời đắp cái cắm không. Ủa, con quán nữa hả? Ờ, nói trời ơi cho tôi học về nha, tôi học. Hôm nay thì chị phải học từ căn bản chị mới lên được chứ. Giống như một ngày có cái cắm vậy đó, cục bột có nhiều đó, lấy vậy. Giống như cánh to thì phải lấy cục bột to, cục nhỏ vậy. Đó, mình sẽ sáng những cái cánh bông này là nhỏ. Cái mũi cỏ của mình luôn luôn nằm ở trong nha. Dùng thân cỏ để tán thôi. Có vừa cứng vừa mềm, không phải là cứng. Mình tán là mình tán bằng thân cỏ không? Dạ đúng sao rồi. Sao cái lòng quanh nó ngắn em? Bởi vậy chị. Ủa trời sao? Sao bóp lại? Cái lòng quanh ngắn. Sao lòng quanh ngắn không em? Cái nguồn cây mà lòng nó ngắn, cái lòng em mà nó dài. Anh phải cầm uống thuốc. Mọc này. Không, cỡ ba em. Cỡ không? Không, không thấy cái này dài. Không, đến đó, đến đó. Ngắn ngủ rồi. Mình thấy mấy cái hình của Christine đắp ở trong, mấy cái bông chìm nó đẹp quá. Dạ chị, lá em vẽ có vẽ hai ngón lai quốc. Vẽ mấy cái bông chìm ở dưới, trời ơi, encapsulate được số. Đó, mình sẽ đi sắp xếp làm sao á, mình không cần mình đi là cánh của mình có thể lớn nhỏ tùy theo là mình cho nhụy nó ha. Giống như bây giờ đi em nếu mà em giả sử mà em để kết thúc đây em sẽ để nhụy trên này, nó sẽ giống như cái bông mà nó nở đi xuống dưới vậy đó. Dạ đúng rồi, nó thêm chút xíu. Dạ còn không thì em thêm một lá ha. Đó, em sẽ lên cái cơ bản cho mấy chị thôi ha. Mình sẽ đi một cái cơ bản và em sẽ hướng dẫn cái đi cái nhụy nè. Thank you chị. Đây là tán vậy đó mà mình tán ngồi nó tán thành tán lon luôn. À, khi mà design á mình sẽ không có gấp ha. Vì nếu mà mình gấp quá là mình sẽ không có làm được nè. Mình sẽ đi từ từ và mình sẽ nên á khi mà mình làm design á tâm phải tịnh ha. Nếu mà hối quá mình làm không được. Dạ, lá trái tim nha. Cái này là lá trái tim. Giống lá trầu bà. Dạ, giống lá trầu luôn á. Dạ. Giống lá trầu nha. Nó méo tùm lum á. Dạ. Sau đó mình sẽ để cái nhị ha.
cái nhụy mình sẽ để một cái viên bi thật là đều. Sau đó mình sẽ dùng thân cỏ mình tán cho nó mỏng xuống nha, đừng có dày cao lên nha. Khi mà dày cao lên nó sẽ làm cho cái design của mình nó thô đúng không? Mình sẽ cho nó mỏng xuống. Sau đó mình sẽ đi hình chữ dấu hỏi nha. Cái này là cái nhụy cơ bản nha. Dấu gì đâu? Dấu hỏi. Xoáy xoáy một dấu, dấu hỏi. Xoáy một dấu hỏi ngược ha. Dấu hỏi ngược nó cho nó dạ. Dấu, dấu hỏi ngược. Nó là khi mà ra như vậy ha. Mà con theo thiên thang nó không có dạy mình đọc xuống. Nó dạy mình nó là phòng. Để quay ngược để phục dạy quay ngược cái kia kim đồng hồ. Thấy không? Okay. Christine dạy mình hiểu được nè, phải không? Bây giờ ở đây mình sẽ cho hai cái cánh đi nha. Biết sao không? Đi Huy Trang nha mà. Mình mới quá. Mình học một tuần lễ mãi biết mình làm không là được. Đúng rồi. Có ai? Ở bên Cali ở bên Việt Nam á. Ngồi làm chết luôn à. Stress luôn á. Christine dạy dễ hiểu. Ừ, Christine dạy dễ hiểu lắm á. Bây giờ Việt Nam chỉ đi chơi thôi, đừng có đi học. Đi ăn với đi chơi ở đây nè, lại đây nè. Ok. Ở đây thì mình cũng cho cái đây là nó đập đúng không? Mình sẽ đi thêm một cánh bông ở đây ha. Mình cho nó rơi rơi xuống. Nhà mẹ thì đó có nó rớt rớt xuống đẹp quá. Rồi thêm cái cánh bông ở đây ha. Mình sẽ trồng với nhau. Hai Lisa, hai Stephen Tôn, hai Tommy Nguyễn. Mình sẽ cho cái cánh bông này mỏng thôi. Những cánh bông của mình á, tại sao phải mỏng ha? Như vậy nó mới tự nhiên được. Và tùy theo cái cánh bông mà mình đi, nhiều cánh bông của mình nó phải đi thật là dài nó mới đẹp, đúng không? Còn nhiều cái bông của mình á, phải đi thật là mỏng, nhìn nó mới tự nhiên ha. Luôn luôn là mình khi mà mình đi những cánh bông này á, mình phải dự xếp cho nó nha. Cũng giống như mình đắp bột nha. Cũng vậy giống mình như mình đắp bột nha. Quá cố luôn chị. Ờ, cái này là thực sự nó không có trong bài học, nhưng mà em sẽ hướng dẫn mấy chị là cách làm, cách đi ha. Mình có thể quay lại hoặc là xem lại. Xong á về á, mình có thể từ từ mình luyện. Khi mà mình đã có những cái cánh kia đó, mình có thể là như vậy. Nhưng mà em nói rồi, khi mà cái phối màu á rất là khó. Phối màu màu ha, nên làm ra những bằng phối cách đúng không? Hồi nãy mình phối rất là nhiều màu nhưng mà không hài hòa với cái ngón này, đúng không? Còn cái này là hả, mình đã phối rồi, nó sẽ ra như vậy. Thank you Julie Ho. Mình cũng sẽ cho một cái nhụy ha, mình sẽ cho một nửa nhụy thôi. Mình cho vào đây. Xúc động. Động, xúc động quá. Đây ha, nhụy mình phải nhỏ và phải đập xuống ha. Đập xuống nè. Tại sao? Tại vì mình muốn cái bông của mình nó thật là tự nhiên nhất có thể, đúng không? Này về mình nói mình làm nha. Này phải tập nhiều lắm. Quá đẹp. Thank you Uyên Lê. Hai Uyên Lê. Khi mà mình đi cái này á, mình cũng không thể nào là hả, mình cũng phải canh cái độ cái bột nha. Nếu mà bột khô quá mình sẽ đi không được nha. Nên á, nó cũng phải mình cũng phải biết được tính chất của bột, khi nào nó khô và nó khi nào nó còn ướt nha. Ướt quá mình đi nó sẽ không được, mà khô quá đi cũng không được, đúng không? Đó, mình sẽ đi một cái nhụy từ nhỏ bên này. Đi cái dấu hỏi ngược vô ha. Dạ, mình sẽ tập hỏi nha. Đây là cái bông của mình khi mà mình xong ha. Bây giờ mình sẽ dẻ dẻ cái kia đúng không? Đúng rồi. Ok. Like like. Quá đẹp rồi chàng. Cái này á, đối với cái design này mình không cần thêm gì cũng được. À, mình chỉ cần thêm một chút xíu diamond thôi. Cũng được. Nhiều nó rối. Thêm nhiều nó sẽ rối, nhưng mà bây giờ cái bộ nail này là làm demo nha. Cho nên show nên hết á, mình sẽ show hết những thứ mà có thể các bạn yêu cầu nha. Nên là bây giờ muốn live work đúng không? Live work mình sẽ đi live work. Lên lại cả. Làm đâu dọn đó. Quen rồi. Dọn xong mới làm được cái khác, không dọn xong rồi cứ canh cánh trong lòng lá dọn nhiều quá mệt. Dạ em sẽ kìm cái cây màu quá ha. Cho em mượn cái màu đen đi. Không, cái màu đen trong cái bịch đó, thấy cái bịch ni lông không? Bên này nè, trong cái vị này nè, thấy cái bịch ni lông không? Cứ có cái màu đen. Cái
bịch nào đâu ta? Cái bịch màu đen. Để chị đưa cho em đi, chỗ lẻ. Có vậy hả? Có tiền chắc không ra. Đâu rồi ta? Em kiếm. Chị tiền chắc không ra. À, cái design này thì mình sẽ vẽ màu đen nha. Cái này là cái skin phối phải màu. Dạ đúng rồi hả? Phối màu giống như vậy. Dạ lát em làm bột nhúng nha. Đúng rồi. Nhưng mà bột nhúng à, em nói trước. Em có thể làm tất cả mọi thứ nhưng mà quay chiếc không biết làm. Nào xong mới là dip kìa. Dạ. Dạ. Nếu mọi người cần dip. Dạ. Kiếm kêu ấn lịch dip đi. Sorry. Dip cái màu đen, dip cái skin white nha. Mình có thể làm mọi thứ nhưng mà chỉ có cái là quay con thiếp không làm được, không biết tại sao. Cần cái căn bản thôi, dạ. Cái cắt tóc thôi, cắt nếp đúng không? Ờ, cắt nếp. Ok, lát là bạn nào ha, là một bộ gel mà em, cái này là treo. Đúng rồi, treo của chắc leo nha. Cái này là treo bạn gái đen mà, treo bạn gái đen lại. Cái có đủ màu không cưng? Sẽ có 6 màu cơ bản thôi. Mình chỉ cần 6 màu đó là giải được cả. Cái này giống treo mà. Chắc là mẹ vẽ mấy cái này đó hả Phương Tiên? Dạ đúng rồi. Mấy cái loài này đó không? Dạ. Bây giờ mình sẽ vẽ ha. Trước khi vẽ mình sẽ cho một lớp top. Thank you Cử Nguyễn hay Võ Loan. Trước khi vẽ mình sẽ sơn một lớp top. Tại vì á, nó sẽ làm cho cái mặt bóng của mình nó mạnh hơn. Khi mà mình đi những cái line work này nó sẽ chuẩn hơn. Thì nó khô quá nó đi không được. Còn ma bồi dũng này được không? Cái treo này. Cái xin mà khi mà mình vẽ cái 3D á, mình có bồi top coat lên trước rồi mình vẽ, hay là mình vẽ trước bồi top coat sau? Bồi top. Coi như cứ để vẽ cho nó. Nếu mà có bao mình bôi. Đây nè. Ok, em vẽ xong em sẽ sơn cái màu đó là cái màu này nè. Đi ra mua đi. Không hiểu tại vì chị mua rồi. Mũ này nè, mũ này nè. Mũ màu này nè là ra mua này. Để vô chị sẽ vô. Tay kia đẹp quá vậy. Để cho gỏi tay đó còn. Lát làm tiếp rồi cái bên đó. Ờ, lát ai làm tiếp ha, làm móng dài nè. Làm móng đây, nhỏ cho nha. Cho bé này luôn đi cho nó đủ một bộ tay nó đi. Để nó đi. Nó ham hố quá, nó ghiền em á. Để cho làm đi. Lát mình sẽ Yến Tạo Nguyễn Christine xài cỏ 3D hả? Được chưa? Không có số. Cái cỏ này lâu lắm này. Cái này chụp nha. Cái này để hết xong nha. Không cần lại đó ở trên Facebook hả? Dạ em đang làm live đang luôn. Đang làm live nhưng em mà là bạn. Chị đó con chị. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái live work ha. Vì chắc kiếm cái ngón gì cho chị lót ở đây cho chị đỡ mỏi đi. Để chị dịnh. Mỏi lắm, mỏi lắm. Tại vì em lẽ vẽ live work á, nếu mà mỏi quá mà mua quá là em sẽ không có được. Phải chỉnh. Vì cái tay của chị á là mình có mobile, có bông rồi. Mình không thể nào vẽ bông nữa. Nên mình sẽ chỉ có thể là vẽ những cái line thôi. Nhưng mà nếu mà đối với cái design này á, mình sẽ vẽ những cái line đơn giản thôi. Nhưng mà vì muốn học mới lại khó. Nếu mới lại khó mình vẽ mình vẽ lại ha. Làm bữa nay là biết. Mình đi cô giáo thầy giáo xô cho hết. Không sao, mấy chị học đủ gì em sẵn sàng ha. Đây cũng là những cái nâng cao chứ không phải là căn bản. Căn bản mình không có đi cái này ha. Căn bản mình phải tập trước nên là rất là khó. Đó, mình đi rất là nhẹ nhàng nha. Khi mà mình vẽ live work á, cái chuẩn chỗ này nè, nó phải kết nối với đây nha. Cái khó nhất của móng nhọn là vậy. Khi mà mình vẽ á, mình vẽ cái này chắc chắn nó phải đi với đây. Mình không thể nào vẽ qua bên này được. Đúng không? Nó rất là khó coi ha. Nên mình để trước, khi mà mình vẽ ngay đó mình để vô máy trước 5 giây thôi. Tại sao? Tại vì mình không có muốn nó bị chạy. Nó muốn nó nằm im. Cái này chấm là phải nhọn nhọn ngay luôn. Dạ. Dạ. Ok, và mình sẽ vẽ tiếp tục. Mình sẽ vẽ những nét chính, mà sau đó là mình sẽ nó không có chảy luôn đúng không?
Đúng, đúng, đúng. Để đâu nằm đó, anh nhìn ha. Đây là cái treo mà Christine đã thét rồi. Đang thét á, và nó đã thành công ha. À, kiếm rất là lâu mới có cái treo này. Không vậy nó đâu chạy đâu. Nó không chạy và nó cái màu nó rất là im và nó rất là đậm. Nó cũng loang ra nữa. Nó loang là xấu. Loang rất là xấu, nó sẽ làm cho cái design của mình nó sẽ bị nhòe đi. Chị có bán cái này không? Có bán hả? Có, cái này trên website mình sắp có rồi, chưa chờ hai tuần, chưa có, chờ hai tuần nữa, hai tuần ngoài này bán thử. Hai Lộc Phan, hai Duy Văn đang nói hết rồi, sang cho anh một chút nữa em. Thôi anh canh anh lụm hiểu rồi để bọn cắt chứ. Em đang làm like anh rồi em mất là anh chịu. Kiếm ra liền nha, nhân chứng nhiều quá trời. Ok, bây giờ mình sẽ đi cái chính nè. Cái này nó keo mà. Keo thường không vẽ được đâu. Cái này là vẽ nó thấy nằm vẽ đâu nằm đó. Wow. Mình nhận được. Thứ nhất á, tại sao mình phải kiếm những cái này TV á, mình vẽ một đường á nó phải ra nha. Không ăn chân, không ăn chân gà. Không ăn chân gà. Dạ mấy này ok. Uống canxi vô nhiều nhiều. Cái này đâu có đẹp lắm. Mình phải cần tô đúng không? Cần tô cái đường lai. Mình phải cần tô cái đường lai và cái tay của mình á. Chuẩn bị mở. Có không? Có học vẽ hả? Có dạy vẽ hả Phước Xin? Em đang dự định khi nào vẽ hốt lên đi cho mình đi học với. Dạ dạ. Chị đừng có run nha. Mình không có run nhưng mà cái người khách dạy dạy vẽ đi Phước Xin. Không gì mà cái thở không run mình run ác như vậy. Hai Canh Vũ, hai Trừng Công, thank you mọi người nha. Mọi người happy xin share cái like này chút xíu được không? Không được đâu. Bây giờ khi mà mình vẽ cái line work thường là mình sẽ đi những cái đường chính trước. Sau đó mình sẽ thêm những cái nét phụ sau nha. Bây giờ là em xin sẽ đi những cái đường chính trước nha. Những cái đường chính trước và tùy theo mình muốn nó đậm hay nó lợt nha. Nếu mà nó muốn lợt thì mình sẽ đi lợt, còn nếu mà nó muốn nó đậm thì mình sẽ đi cái màu đậm nha. Vẽ mấy này khách nó phải chịu trả tiền rồi mới làm. Lấy ngón này là phải lấy nhiêu? 10 đồng. 10 đồng thì mắc quá nó không chịu bán. 5 đồng mà vẽ kiểu này. Nó rẻ mình. Vẽ được 5 đồng người ta đi ra người ta lấy con khách khác vô mất. Nguyên một bộ. Nó đặc biệt. 5 đồng vẽ phải phê. Mình mắc tượng vậy. Mắc tượng. Lấy được 5 đồng mắc tượng. 10 đồng. Món 10 đồng chỉ mình học thì mình học thôi chứ người ta ngoài mà vẽ dễ dàng không có ăn rồi đó. Thì lạnh là một hay là một mưa thì ok. Nó không chịu thôi mình không làm. Ok chị được 5 đồng cái này là lỗ mình này, lỗ công mình bị mất. Mình thích nghệ thuật thôi đúng không? Mình làm xong mình thấy mình thích. Nhưng mà chủ nó cầm làm. Không phải lấy nhiều quá. Từ từ cho mình ta không chịu cho mình lấy rồi. Mình lấy 5 đồng thì rẻ quá. 7 đồng. Hai ngón 15 lắm. Dạ, để vô chị. Mình xin nghĩ lấy cái ngón dài lại như tiền thì đúng. Em, anh có một cái mai là ok, cái đúng không? Anh có một cái idea là ví dụ mình vẽ cho cái chuẩn bị cho cái chuẩn bị kho đó. Đúng rồi, nó vẽ mấy mẫu chuẩn bị kho đi cứ xin. Ừ. Đến cuối tháng mình học rồi, để mình học mấy cái bài. Lắc cờ. Đừng có đụng bàn nha anh chị ơi. Thấy cái bàn em đang dùng làm điểm tựa. Yeah, thank you. Bây giờ mình sẽ đi những cái nét nhỏ nha. Mình sẽ cho cái màu qua đây chút. Đẹp quá. Cái này anh vẽ mình rối mắt luôn á. Đẹp quá. Tỉ mỉ. Làm này cũng được. Chị để vô giùm em một cái đi chị. Cái đó quá mạnh. Mình vừa đi mạnh vừa trung vừa lớn luôn đó là nhiều khi mình thấy cần cho cái này anh kéo vậy em có nín cái thở mình cái thì mình kéo lên em đứng cho em ngồi đi chị dạng này thở. Tôi làm bên khách mà đang ngồi nó tám mình gọi cho tôi nín thở mà. Ok vậy cái cỏ đó về á mình có cắt bớt không Christine hay là chị cái đó là do cái tay của mình cái cây cỏ này mình rửa làm sao Christine để giữ nó không có bị sù. Em rửa acetone. Mình làm xong rồi mình bỏ acetone đi. Em muốn rửa nhưng mà tới khi em xài màu khác em mới rửa. Nếu mà em tiếp tục xài lại màu đen em không có rửa nó. Là nó có bị khô không?
nó khô trước cây cọ của mình á. Bây giờ cái cây cọ này á, nếu mà mình xài treo á, mình xài treo mình sẽ không xài lại bột màu nha. Coi như mình xài treo mình chỉ xài treo thôi. Dạ đúng rồi. Ui cha mẹ ơi đẹp quá. Mình sẽ đi cho nó tự nhiên. Chị giả sờ, giả sợ luôn á. Cái design này mình đòi hỏi là mình cũng đang vẽ bao nhiêu lâu rồi. Chị giống như cái mình mới vô nghề luôn á, chia ra mình đều. Mình không làm được đâu. Bây giờ về nhà hội tập cũng ra. Quá đẹp. Nó xem sai. Rồi, xong mình để vô máy ha. Bây giờ mình bắt đầu đi ở trên. Hai Bắc Linh, hai Thịnh Thái. Hai hai đi Rình Châu, hai Vici Thiều, hai anh Bình. Và mình cũng tiếp tục ha. Những cái ở trên này á, mình sẽ đi thật là nhỏ thôi. Mình cũng đi với như vậy tại vì á, mình đã có những cái chính rồi. Bây giờ mình sẽ đi cho nó thật là mỏng. Và mình sẽ chia cho những cái khoảng cách này cho nó thật là đều ha. Và mình chỉ cần đi cho nó thật là mỏng và đều thôi. Quan trọng của design này là mình chia khoảng cách đều và những cái đường mảnh này đi chung với nhau nó thật là mỏng và nó không có xê xích nhiều về cái độ dày của cái line nha. Nên nó như vậy nó sẽ tạo được cái điểm nhấn cho cái bộ nail của mình đó, từ đậm tới lợp đúng không. Nên nó tại sao cái treo này nó hép cho mình một phần nào đó vì mình đi mảnh như vậy nhưng mà vẫn thấy. Còn nếu mà đối với những treo mà lỏng quá hoặc là cái độ đậm nó không có là nó sẽ làm cho cái 2 tuần là mới có lận. Giờ học về hai thi không thi có thực hành được. Dán đợi. đợi. Bây giờ bên này cũng vậy ha, mình sẽ đi cho những cái đường nó sẽ song song với bên kia. Chắc mình cũng phải bỏ dài mặt màu mới được vậy. Đi ăn đi mọi người, đi ăn đi ha. Chừng nào mới học đít. Lát nữa em sẽ đít. Em làm sóng này cho chị này em sẽ đít ha. Học đít xong rồi đi ăn. Chị đi ăn đi, chị có học không? Đi ăn đi. Vô con này. Mai ngồi đây luôn. Ok. Không, hồi trước có học là có học lớp này một lần. Có học một lần, mình cũng học trao cũ mà. Hai Rishi Thiêu học một lần rồi, chị cho nên biết chút chút. Biết nhưng mà mình ra mình làm. Tại vì đôi khi mình làm á, mình cũng phải kiếm sống nữa chứ không. Mình ngồi mình mò bữa nay chắc chết. Cái gì ăn? Cái này để cho ai thích nghệ thuật mà tiền mình khách nhiều hơn. Khách đông hơn mà. Ok. Ngồi như vậy để vô chết. Chị. Hai thi đi trường, hai chị đi làm theo cái event gì đó thì muốn mình trả tiền thì mình làm. Ok. Nếu mà đối với cái design này á thì mình thiết kế như vậy là ok ha. Vì cái ngón này mình sẽ thêm cái diamond và mọi thứ everything ok. Nhưng mà các bạn muốn học cho cái kia đúng không? Cho cái kia đúng không? Nhưng mà cái design này dán cái bằng vàng. Ok, như vậy được rồi ha. Cái kia lát nữa là em sẽ design cái khác, em sẽ vẽ bằng cái kia. Lát nữa em làm clip em sẽ vẽ cái kia. Ok. Ok, để chị để vô máy. Tại vì á, em cũng muốn giữ cho chị một cái gì đó gọi là cho nó hoàn hảo. Chứ bây giờ em thêm nhiều thứ quá là nó nhìn vô là nó chóe con mắt luôn á ha. Ờ, cái chai mốt của mình đâu rồi ta? Em nghĩ là đây mình ở đây rất là đẹp. Con cá mình gắn một hả em? Dạ đúng rồi, ngón cái sẽ gắn hột và cái ngón kim tuyến mình sẽ gắn hột nha. Thank you chị Yến, thank you. Ai mượn cái chai nét của mình ta? Mà em sơn đây nè. Sorry, không có nước. Không có luôn, đậy lại giùm em. Có ai mượn chai mát của chị không chị? Mới thấy nằm đó đó. Trung thành với Christine. Mình mê vô mình đeo. Mình mê vẽ. Mình mê Christine vẽ. Theo em mình sẽ sơn nha. Theo em nha. Theo em nha. Theo Christine không à? Theo nha, theo qua theo với em luôn nha. Vậy vậy mở lớp vẽ đi học luôn liền. Dạ ok, em sẽ sắp xếp sớm. Dạ. Đó, mình sẽ sơn một lớp mát nha. Dạ.
ngã nào mình cũng bỏ công việc mình chạy mình học. Học phải học 3 ngày nha, học 1 ngày là không có học được. Đừng mở tháng 6 nha. Tại vì tháng 6 mấy người trong tiệm đi Việt Nam tới 4 người. Vậy hả? Và em mở Tết nha. Chưa trừ từ chị, khi mà mình scratch xong top á hay là mét á mình sẽ vuốt lại không có cho nó bị bất xếp nha. Giờ để giữ mấy giây em? Để cứ để 30 giây đi ha. Đẹp. Bây giờ mình sẽ chấm tay mình. Tay mình thần thánh của mình nè. Dạ chị sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đi vẽ. Cho em mượn cái hũ màu vàng. Thì đó thì mình cũng học Việt Nam đó. Ngang mà cũng khen. Mình cũng học Việt Nam. Mình dạy cái này là em sẽ dạy ba tuần lễ. Em sẽ điệp một bộ móng dài nha. Bộ móng dài cho mọi người xem. Em có mở lớp vẽ cho chị biết. Dạ dạ chị. Ở trên mạng đó. Mà được tôi ăn cơm xong mới làm phải không? Dạ chị, ăn cơm đi, ăn cơm. Hôm nay thì mình cũng là coi vậy thì mình biết. Bây giờ á, ngón này thì mình sẽ thiết kế, mình cho vào đây. Với nếu mà mình có những cái design bằng cái gô á, những cái kia mình dán đây cũng đẹp ha. À bây giờ mình không có, mình sẽ dùng một viên đây, mình thật là nhỏ thôi, mình đặt vào đây ha. Chấm vô gì vậy? Chấm vô glue ha. Chai này chai glue nè. Glue thường. Đây là cái chai glue thường dán móng thôi. Vì cái móng tay của khách này á, là mình hoàn toàn sử dụng là mát. Nên mình không thể nào dùng cái Michel hay là cái kia được ha. Đây nè, thấy xi gắn mấy cái hộp này nè, mình lại sư phụ luôn. Tỉ mỉ quá. Dạ, nhiều khi mình cũng phải tỉ mỉ đó. Muốn có một cái nail mà nó ra như thế nào á, mình cũng phải bỏ cái thời gian để mà mình gắn những cái hộp này vô. Nhưng mà gắn làm sao để mà cho cái người khách last long á, cái đó là một cái bí quyết, đúng không? Tôi gắn cho last long. Như vậy là nó đã last long rồi. Ok, cái gel mình dán móng thường thì thôi. Dạ, đúng rồi. Cái vấn đề là mình chấm vô đó, cái nó dính dưới luôn, nó không đem lên được. Cứ xin chấm nó dính vô cái cây viết. Mình chấm nó không có dính vô cây viết, nó dính dưới dưới keo luôn. Cái này nè, cái đồ của nó. Có cái cây này nè, cái viết này nè. Mình chấm rồi. Khi mà mình nó tập cái những cái này nè, mình phải tập làm sao để mà vừa nhấc lên thả xuống nè. Trời ơi, ông chốt nhấc lên. Chấm vô đó. Chấm vô đây. Đủ keo đó. Đủ keo để vô. Thả xuống là được. Còn nếu mà mình không làm được cái này á, mình không có tập nhất cái này á, mình rất là hao diamond nha. Nó mất nó rớt. Và mình phải thả được nữa ha. Quá đẹp. Ai không ham đâu. Mình có vấn đề mình lấy tiền. Cởi nó vậy nó chấp nhận được cái nào. Nó điện quá thì nó. Cố lên mấy chị sẽ làm được. Khi mà mình làm được những cái này á, mình sẽ custom cho cái design nha. Đây, cái ngón này vậy, mình sẽ thiết kế cho nó vậy thôi, mình không có cần nhiều ha. Còn nếu mà muốn mình có thể, mình sẽ thiết kế, không sao, mấy chị coi thôi nè. Đúng không? Nè, mình sẽ thiết kế vậy thôi. Còn không á, mình sẽ thiết kế cho nó xuống đây luôn. Nhưng mà nếu mà xuống tới đây mình sẽ sử dụng cái đai màu vàng nha. Dạ, đúng cái glue nó phải đầy nha, còn nếu mà không có đầy á, nếu mà cái glue á nó không có đầy á là mình sẽ biết nó sẽ bị hao lý kiện, sao hao cái da mặt của mình á, nó phải đầy như vậy ha. Mỗi lần mình nhỏ mình chỉ nên nhỏ một viên thôi. Rồi sau đó là mình không có đổ keo nữa, giải nhạt thần. Dạ không, chỉ có nếu mà những cái da mình nhỏ này á. Nếu mà những cái đai mình nhỏ này á, màu vàng á, mình phải cho thêm một chút xíu glue ha. À, mình phải đổ thêm keo vô. Cho thêm một cách này nè, mình sử dụng cây sáp này, mình nhúng vô. Sau đó mình sẽ cho nó lên trên mặt ha. Cho nó bền. Dạ. Nó không làm mờ hả? Không có mờ trên cái hộp này. Mình chỉ là để vô màu vàng thôi. Cái màu trắng mình không được bỏ keo lên. Mình đã xong rồi. Đó, mình sẽ nhìn ngược đúng không? Bây giờ mình sẽ chấm cái cuticle cho cái mobile của mình nha. Vì cái mobile của mình á, mình có thể là vẽ line, outline cũng được. Nhưng mà mình không vẽ thì mình có thể là sử dụng mình chấm đai mình thôi ha. Hai anh Đại, cuộc sinh khỏe ha. Thank you, hai Quang Vũ, hai Quỳnh Hương, hai Vanessa, hai Sky Chi, hai Morena. Bây giờ lát nữa em sẽ nhúng dài ha, nhúng dài móng nhọn luôn ha.
làm sao để mà cho mình có cái khi mà ra nó phải dai giống móng 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 đất bột luôn á. Ok. Cái đó là tôi xin chia sẻ ha, bữa giờ cũng chưa có chia sẻ với mọi người về cái đó, mọi người đón xem nha, lát nữa tôi xin sẽ làm like nha. Dạ, mobile rất là dễ. Nhúng ngược không? Thấy quậy quậy quậy. Dạ, mình sẽ lấy một miếng. Mình trộn sẵn rồi mình nhúng vào không? Ồ, có đó nữa đó hả? Ừ, đó, em làm rồi mà nó không đẹp. Có làm nhưng mà nó không đẹp. Nghĩ sao nó lộn xộn được rồi. Ừ, đại khái là mình cũng cái gì cũng học cũng biết hết nhưng mà không biết làm được cái gì ra cái gì hết. Tập thêm thì đẹp. Ok. Vậy mới cần sư phụ học hỏi nữa. Không thầy đúng không? Lát mình bỏ cho chị hai cái hai cái móng này ra đừng lát lát không ngừng cứ làm luôn. Mình chưa đủ học hỏi hả? Ở đây thì dài rồi nè, thấy không? Được chơi tiếp. Mình chưa đủ tư chưa? Mình bản thân mình cũng thích học hỏi mà cứ ứng dụng và tiến tới. Cái này gọi là học hỏi tốt nha. Không có lo gì, học càng nhiều thì càng biết nhiều thôi. Mình thỏa mãn được cái bản thân của mình là được rồi, mình đâu có cần là như thế nào đâu, mọi người suy nghĩ như thế nào đâu. Em ngồi nhà em kiểu không thì chị thấy cái lúc mấy đứa làm thì nhiều quá thôi, chứ không có giờ chị đâu có làm mấy vụ không chịu nhiều quá đi học thôi chứ không chịu không nổi. Thank you Jonathan, thank you hai đi lên, hai Linda. Nên á anh mấy chị á mua về mua đủ size giùm em cái nha, không là hỏi tại sao hôm bữa tại sao mình xin không giới thiệu nha. Mình khi mà mình làm á những cái size này căn bản của nó là 4, 6, 8, 10, 12 nha, mình phải có những cái size này mình làm ra mới đẹp. Hiện tại bây giờ là mình đang sử dụng là số 8, số 6, số 4 nè, thấy không? Số nhỏ nhất là số 4. Dạ đúng rồi. Đó, 4, 6, 8 thấy chưa? Mình không biết đó, mình dắn tùm lum hết coi cái gì. Đó, nó sẽ ra một cái neo dễ thương. Cái keo này á mình để cho nó khô cái mình khô đó, mình chích theo. Khô mình chích theo nha. Thì phải chịu thôi. Còn bây giờ là mình sẽ đi cái hộp lớn nè. Hộp lớn mình sẽ sử dụng cần có một cái size là số 12 nha. Nên tại sao à em nói là mấy chị cứ mua đi, đủ size đi. Dạ không, cái này là thường thôi nhưng mà em bảo đảm là sẽ last long được 3 tuần cái độ sáng của nó nha. Đó, rất là sáng đúng không? Cái này có 12 đồng một bịch thôi nhưng mà hôm nay mấy chị mua là sẽ được 10% off nha. Ui, thế thì đi mua. Mình mê diamond lắm. Những cái hộp này á là sáng nó chỉ là thun Swarovski thôi nhưng mà cái này á khi mà mình làm khuôn mẻ thì nó rất là hợp nha. Đó, nó cái sẽ hộp cho đó vào đây là mấy cái hộp này là khó bán không có mấy. Tại vì á tùy theo cái khách hàng của mình ha, những cái khách hàng của mình á đâu phải là khách hàng nào nó cũng thích chơi là Swarovski đâu. Giống như em làm live em làm cho khách hẹn thôi đó mà em xài hộp này đó, trừ phi là khách đó, yêu cầu những cái hộp Swarovski thì em mới lấy thêm tiền. Có mắc lắm. Dạ không, tại vì không phải là gì hết á. Em giờ thấy sáng đóng lắm dễ sợ. Cái này á khi mà mình để cái glue lên là nó cũng không có bị mờ nha. Bỏ glue lên nó bị mờ. Không bị mờ nha. Ồ cái cục đá này hả? Dạ không. Những cái viên diamond này để vô nó cũng không có bị mờ nha. Nó sẽ last long cho người khách từ 2 đến 3 tuần. Chung là mua cái này mình mua nếu mà vậy thì dạ. Tí mình bộ này ra nhiêu không? Bộ này ra nhiêu không? Trăm mấy. Bộ này ngày làm 2 bộ. Bộ này lấy nhiêu thì mới worth được. Tùy theo cái mình làm, em cũng không có muốn nói giá đây ha. Tại vì cũng phải tùy theo mỗi người, tùy theo khu vực nữa. Chứ em nói cao quá, thấp quá thì tại sao rẻ quá và tại sao mắc quá. Những cái câu hỏi tại sao mình cũng phải tùy vậy nữa. Chị lấy 500 ạ. Tại vì nó quá. 500 thì cao quá. Tại quá thích của mình. Hai Phú Trần, hai anh, hai My Lâm, hai Dương Quá. Bữa nay chị lên cái này làm 3 tiếng chị nhầm gì chị vậy? Làm xong đi chị ăn ha, làm xong này chị ăn ăn làm xong rồi chị làm tiếp nè, chị làm 2 ngày biết xong mỗi ngày. Dạ không đâu chị, mình bây giờ là em show up những cái cơ bản để mà cho chị làm á. Mình biết đi cái nào trước mình đi cái nào sau ha. Bây giờ là mình có cái live work này rồi, lát
lát nữa là em sẽ chỉ cho chị cái đi cái loại treo kia, treo đặt kia để mà rải những kim tuyến lên nha. Ừ. Rồi lớp gì treo nữa? Lát em làm đều, lát nữa là em làm dip xong em làm sẽ làm lớp gì treo ha. Mỗi thứ em sẽ làm một bộ cho mọi người xem. Có thể là lớp gì treo lát nữa em sẽ làm ha. Nhưng mà em sẽ làm dip mà muốn dài vậy đó ha. Nó sẽ ra giống như đắp bột vậy ha. Mình làm sao để cho mà có cái độ cong như vậy ha. Không sao đâu chị, không sao đâu. Ok, đây mình sẽ chỉ cần design như vậy thôi đúng không? Mình cho nó đơn giản là vậy. Bây giờ mình sẽ design cho cái ngón cái của mình ha. Ngón cái của mình nó thường thường mình sẽ làm cho nó thật là sao, cho nó nhanh gọn lẹ thôi. Để ngón cái nó ít show hơn ha. Dạ đúng rồi, ngón cái thì nó sẽ ít show hơn ha. Mình cũng sử dụng những cái hộp này nhỏ nhỏ một chút xíu dễ thương ha. Đừng lo mấy chị, cứ từ từ chấm. Chấm sao là chấm. Mới đầu á, em bắt đầu chấm á, cũng rất là khó, khó khăn lắm. À, mình cũng phải từ từ, trời ơi. Hao kim cương. Dạ. Mới đầu mà em tập em chấm cái này á, là trong cái tờ giấy này là dính đầy hết. Hay dính đầy hộp chỏng màu nó rớt. Tại vì á, mình cũng phải tập khi mà mình nhấc những cái hộp này lên nè, và mình thả xuống, đúng không? Đúng không? Mình phải nhấc làm sao thấy em rất là nhẹ nhàng không? Thả xuống nhẹ nhàng, nhấc lên thả xuống nhẹ nhàng. Chứ không phải là nó đủ có đủ clue. Dạ đúng rồi, phải có đủ clue nữa. Nên là khi mà mình sử dụng các phương pháp này mình phải tập nhấc trước và thả xuống nha. Đó, sau đó mình mới đi trên người khách nha. Tại vì nếu mình rất quải cái người khách của mình, nó cũng là trời ơi nó làm không biết làm không vậy, nó còn suy nghĩ là nó có biết làm không vậy, sao nó rất quải vậy. Ờ, người khách đó nó lại sợ đúng không? Đó, nên nó cái gì cũng phải vậy ha. Những cái hộp mai mình này nó rẻ, mình có thể là mua về sau đó mình tập thêm nha. Về ráng tập về rất dễ nè, về tập dễ cho mình chứ nha. Là... gắn hết 10 ngón một xoẹt, 5 ngón một xoẹt, khách nó run rồi đó. Con này làm đứt rồi quay. Dạ đúng rồi, nên nó mình cái sẽ tập trước nha. Dạ em không biết cỡ số mấy. Cỡ mai mình số mẹ. Tùy theo cái hạn đó nha. Chờ luôn á. Chị cứ nói mua cái chị luôn. Làm này làm thêm thôi khách cái đi về luôn. Cậu chị á. Chị thử. Sao nó mê mình. Thôi bữa này ăn tiền chứ đến. Cắt con này chịu đi. Không có cắt nha. Cắt đó mình sẽ bị hư nha. Phải cắt thì cũng hay. Rồi thấy cái nào dài quá mình đừng lấy luôn. Lông mà dài quá tao không lấy. Đây ha, cái bộ nail là Christine đã xong ha. Ờ, mọi người có ý kiến gì không về cái màu không? Góp ý để lần sau mình sửa thêm. Không còn gì để đâu. Glue loại gì hả? Glue loại Just Nail nha. Mình vào website Just Nail là mình sẽ có. Nãy giờ mình hỏi chụp hình lông lá, mình chụp hình. Mình kiếm chai dầu chút. Cái khi cái đó là gì bỏ trẻ này lúa chỉ lúa anh cái hộp bb này sợ nó rớt mấy cái đó mình bỏ được. Dạ mình cũng bỏ thôi tại vì nó hộp quá nhỏ. Mình sẽ kiếm chai dầu. Dầu ăn mình không? Bôi lên trên cái hộp vàng. Dạ không, cho lên à, cho da cho nó bóng. Xong rồi đi ăn cơm chưa? Xong rồi ha, thoát rồi ha. Xong rồi mừng quá, xong rồi Mình nhớ hộp. Khỏi cần dầu, mình không cần dầu. Cầm quảng cáo luôn. Cầm cái nó làm cái móng tay bị xấu. Nó không có xô được cái này, cái màu này nó chọi ra màu xanh. Biết không? Nè. Cái món này cao lên một chút. Ý em muốn để cho có cái những cái luôn. Trời ơi, đẹp quá. Trước tiên nhất là mình sẽ cho nó dầu nha, cho dầu vào đây. Quá đẹp, mê luôn. Này là đi theo Christine luôn. Theo em nha, chiều nay là em đi về LA á. Hai anh Đào Phan, hai Vicky. Đây là cái mô bồ bằng bột nha. Việc thực
đây làm thiệt luôn đây luôn. Nên vệ sinh làm lai á, hoàn toàn sử dụng những cái này đúng không? Đó, mình bán gì mình sử dụng đó, chất lượng sao mình nói đó, nó sáng. Dạ không, bà nói là đẹp như là tương đương với Swarovski nhiều. Tại vì biết sao không, không sáng mình đâu có bán được, tại vì không không sáng không dám làm, thấy không? Nó work thì mình nói work, không work thì không work. Đẹp quá chứ mọi người mua về không có xài được á, mình buồn lắm. Lông quá nhiều quá chừng lông. Trang bị là đồ nè thì được. Lông bào, lông bào nam tại sao có nhiều đó. Lông bào lên thả lỏng cái tay nha chị. À, mình cũng phải học cái cách chụp hình đó, đúng rồi. Theo cái hình của mình lên tự dưng ngắn tụt nè, không đẹp. Cái này mình ăn luôn ha, không có bỏ thóc. Cái góc út đẹp. Thank you anh Đại, hi Huy em. Thank you chị anh Đào Phan nha. Ủa mà hồi nãy cứ xin bỏ cái mát thóp. Dạ đúng rồi. Rồi, dạ. Đồ ngồi đi tay làm móng. Yeah. Thấy không, ngồi chụp hình xong cũng hết 5-10 phút rồi. 15 phút. Chị biết xem nó có bữa chụp hết nửa tiếng rồi. Nó quạo luôn cấp á. Nó quạo luôn. Dạ đúng rồi ha. Đây cái bộ nail mình đã xong ha. Bây giờ mình sẽ chụp hình cho mọi người thấy nha. Bây giờ mình sẽ xây hai anh mấy chị đẹp đây nè. Đây ha. Chị nào cũng chạy mất tít rồi. Bây giờ đang su nail, su người trước đúng không? À, chị cái bộ màu này đẹp quá à. Ok. Dạ thank you. Đây ha, đây là cái bông và cái bột màu ha. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại là lát nữa là cô xin sẽ làm live về cái dip nha. À dip, và mình sẽ thiết kế một bộ design giống như vậy luôn ha. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp anh Đại lần sau nha. Thank you.